Bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh với tựa đề Vì sao cuộc giải cứu từ Hải Dương gây khó chịu ở Sài Gòn. Có một điều chắc chắn là 300 em từ Hải Dương đến Sài Gòn để giải cứu, không phải em nào cũng có thái độ đáng ghét và cũng không phải em nào cũng bị tẩy não đến mức đến Sài Gòn coi như là cuộc giải phóng lần hai. Chắc chắn có những em từ Hải Dương nhiệt thành đến thành phố tinh thần tự do này để vừa được tìm hiểu, vừa được cống hiến sức trẻ của mình, mà nghe đâu là theo vận động của các ông to nào đó, có thể y tế, có thể doanh nghiệp. Thật ra, các câu chuyện gây khó chịu đang râm ran trên mạng xã hội không lớn và không đáng cho người dân Sài Gòn phải bàn tới, bởi tính dân Sài Gòn vốn dễ dãi và bao dung. Nhưng điều tạo ra sự chán ngán mà chắc ngay những nhà lãnh đạo cũng không biết là cái kiểu đi giúp người lại đánh trống thổi kèn hoàn toàn không là cách để đoàn kết dân Sài Gòn với các em sinh viên ấy, mà rõ là chỉ để làm rạng mặt một số quan chức có bệnh mê đắm hình thức. Nên câu chuyện này cần nhìn về phía khác, phía những người có trách nhiệm đã làm gì để phá hỏng 300 tâm hồn nhiệt huyết của thanh niên Hải Dương đến Sài Gòn một cách đáng thương đến vậy. Hơn nữa, đằng sau chuyến đi này có xã hội hóa theo tài trợ của doanh nghiệp nào đó không, mà lại làm rộ lên các lời phản đối đạo đức giả từ các dư luận viên cấp cao để bảo vệ chủ máng ăn của mình, khiến dân Sài Gòn không cái gì là không biết, càng bực thêm. Ai đã vận động, ai đã ra lệnh để đưa các em từ Hải Dương vào Sài Gòn trong lúc dịch bệnh rối ren, mà mục đích tuyên truyền lớn hơn cả thực chất? Trên báo Tuổi Trẻ ngày 1 tháng 7 có bản tin hơn 300 giảng viên, sinh viên y Hải Dương bay vào thành phố Hồ Chí Minh chống dịch, khẳng định rằng thông tin từ Vietnam Airlines cho biết chiều 30 tháng 6, hãng này nhận được thông tin khẩn từ Bộ Y tế về việc đưa đoàn y tế từ Hải Dương vào thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Y tế dựa trên tình hình nào để đưa người khẩn vào Sài Gòn? Trên các trang Facebook, người ta nhìn thấy Sài Gòn còn rất nhiều nơi liên quan về đào tạo y tế, người tình nguyện, vẫn mong được tham gia chống dịch, nhưng không đến lượt mình. Nhìn câu chuyện tuyên truyền rầm rộ cho 300 sinh viên từ Hải Dương vào ở khách sạn cao cấp và lại rộ lên những thông tin tiêu cực khác, ắt cũng khiến 1.000 sinh viên Đại học Y Dược Sài Gòn tình nguyện vẫn đang miệt mài làm công việc không khỏi chạnh lòng cho những giọt mồ hôi, thậm chí tính mạng rất thầm lặng của họ. Bạn đang chuẩn bị nói rằng tôi phân biệt vùng miền sao? Nên nhớ 1.000 sinh viên Đại học Y Dược Sài Gòn hay hàng chục ngàn người khác đang lả người hàng ngày dưới cái nóng 35 đến 40 độ. Đều có những sinh viên theo học đến từ Hải Dương, Hà Nội, Bình Dương, Bắc Ninh và cả Sài Gòn nữa. Đã từng có những chuyến tiếp sức như vậy từ Đà Nẵng, Sài Gòn, Bình Dương để đi đến Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội trong các đợt dịch từ năm 2020 đến nay. Nhưng không ai làm chuyện khó coi để các bạn trẻ thành món tuyên truyền quen tay đến lố bịch như hiện nay. Người miền Nam từ vĩ tuyến 17 trở vào mũi Cà Mau vốn có thói quen rất khó chịu với các loại tuyên truyền đặc biệt mượn đến tình đồng bào. Nhìn bức ảnh đang lan truyền trên mạng, các sinh viên Hải Dương phải giơ tay hô khẩu hiệu, nhưng các bạn ngồi gần camera thì ngại ngùng cúi mặt. Thương các bạn, thương tuổi trẻ Việt Nam cứ bị đẩy vào những trò lố lăng. Chúng tôi, những người dân miền Nam,
những người dân Sài Gòn cũng đang ngại ngùng như chính các bạn vậy. Các anh chị Sài Gòn, các ông bố, bà mẹ Sài Gòn, có lẽ nên thôi bực mình mấy em nhỏ, lỗi do người lớn, lỗi do kẻ có quyền cứ quen trò hô hào tuyên truyền như chiến tranh, chống dịch như chống giặc. Sài Gòn không có giặc, chỉ có mệt mỏi và lo lắng, tự chia sẻ với nhau, và trở nên tức giận với những trò làm giặc, được ai đó tổ chức quy mô khó coi đến vậy. Mang tim non đổ xuống dốc dài, đặt tâm linh xuống nơi đền đài, chào nhân loại còn chào luôn thế kỷ tàn phai. Thương quê hương mỏng manh chiếc áo nát nhầu mẹ thức ngồi khâu, thương quê hương chịu miền bão lũ chìm trên từng mặt người dã thú. Đang yêu thương người vướng tội tù, đang đam mê lòng núi hận thù, thương quê mẹ tâm nhân từ dối nhịp đường tu. Trong đau thương nhìn con bước tới, dáng mẹ ngồi heo mòn niềm vui, con đi trong nguồn tin thống hối, giữa dòng đời muôn trùng vãn lối. Con ra đi vì trái tim mình cần cống chính nuôi tâm hồn lành, để đêm về quy bên mẹ thấy yên bình trong tiếng cầu kinh. Cầu kinh đêm vọng hướng lên trời, nguyện xin Chúa đói thương người Việt, Chúa nhân từ trên thập tự, mong ngàn đời máu vẫn đỏ tươi trong dáng mẹ ngồi. Thương quê hương mỏng manh chiếc áo nát nhau mẹ thức ngồi khâu, thương quê hương trên miền bão lũ chìm trên từng mặt người dã thú. Đang yêu thương người vướng tội tù, đang đam mê lòng núi hận thù, thương quê mẹ tâm nhân từ dối nhịp đường tu. Trong đau thương nhìn con bước tới, dáng mẹ ngồi heo mòn niềm vui, con đi trong nguồn tin thống hối, giữa dòng đời muôn trùng vãn lối. Con ra đi vì trái tim mình cần công chính nuôi tâm hồn lành, để đêm về quy bên mẹ thấy yên bình trong tiếng cầu kinh. Cầu kinh đêm vọng hướng lên trời, nguyện xin Chúa đói thương người Việt, Chúa nhân từ trên thập tự, mau ngàn đời máu vẫn đỏ tươi. Cầu kinh đêm vọng hướng lên trời, nguyện xin Chúa đói thương người Việt, Chúa nhân từ trên thập tự, mau ngàn đời máu vẫn đỏ tươi.
trong giang mẹ.